vụ quá cả nhà ơi. Hôm nay bé Linh sẽ trổ tài làm mực sốt Thái nha cả nhà. Mới đi chợ mua về được mấy con mực to khủng bố luôn, cực kỳ ngon nghen. Bây giờ nước sôi rồi mình bỏ mực vô để mình luộc nha cả nhà. Con bự nhất luôn á mọi người, con này con bự nhất nè. Mấy con kia chơi goi thôi, con bự cắn vô một phát ngon phát khoái, chặt miếng chặt được miếng quá ngon luôn. À, giờ gắt gai bỏ vô đá nha cả nhà. Ui, bỏ vô nghe nó bốc khói. Hello cả nhà đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm bạch tuộc số Thái phô mai. Bạch tuộc số Thái phô mai, có phô mai nữa nè. Chín cục ui, cục ui này, mua phô mai cứu sợi mà không có, không biết chỗ nào bán cả nhà. Đây cái nước chấm này, này là muối ớt đỏ hả, cái này là ớt xanh. Ui, bắt đầu nhập tiệc thôi. Có xoài nữa nè, kim chi, xoài, kim chi. Giờ cái này là đố mọi người biết là cái gì á. Đây là cái gì? Con ngâm miên với bỏ thêm mấy cái nấm gơm sốt luôn. Trộn với gà cũng ngon, to quá. Chín à. Ủa, kim nấm kim châm. Ủa, đâu có nấm kim châm đâu. Cái này là kim chi. Mời cả nhà nha. Chấm như tương ớt à. Tương ớt đỏ hay là tương ớt xanh. Mỗi thứ một cái cuốn lại. Nó ngon mà nó cay quá. Rồi. Mời cả nhà. Cay. Ngon. Có cái này mới ngon nữa nha mọi người. Bà xem.
nước ngọt á. Nước ngọt cho mọi người ngọt lắm. Mời mọi người ly nha. Biết cái gì không mọi người? Đố mọi người biết cái gì á? Nghe ông mi xoài. Sơn chu. Sơn chu chứ. Sơn chu sơn. Cái gì đó? Sơn chu. Sơn chu sơn chu gì đó không biết. Biết mà cũng biết hiểu. Nhưng mà biết gỗ bơ Hàn Quốc. Cái này uống ngon mà. Cảm nhận vị gỗ. Xoài. Xoài này nó không chua hùng, nó chua chua ngọt ngọt. Nãy sướng rồi. Hay ở nhà một miếng mực có nước sốt và bơ. Right. Sao phô mai. Phô mai. Đừng quên. Thơm không? Thơm. Với một ca. Ăn cái này uống coca mới đã. Thử chấm muối muối ớt đỏ. Ớt đỏ. Muối ớt đỏ cùng với ớt xanh. Có ăn cay hơn. Cũng cái này cay hơn xíu. Nhảy nữa. Nhảy mọi người ơi. Ghét chắc một hồi lấy cái tay bóc luôn á mọi người. Phải cái nấm bự. Ăn xoài không ngon. Có ai có ăn nấm gươm như Linh không? Nghiện nấm gươm luôn á. Có ai mà ăn là gì mà ăn thêm trái sung nữa không? Sung ngâm. Trời ơi. Kể người ta. Nấm kim chi kìa. Kim chi khủ kiệu. Quá. Cay quá. Cũng cay luôn á. Cái này là bữa nay bé Linh á, xuống bếp nha cả nhà. Là hoàn toàn cái mâm mẹ cũng nên làm hết á. Làm ngon mà cao quá. Ca mới lẻ, vừa ăn vừa hít hà mới lẻ. Con bự luôn. Tốt cho miệng luôn. Đã. Thế mà có điều cái muối chưa muối ớt xanh á nó hơi mặn. Mày ngon hơn không? Chấm vô hơi mặn.
người có công thức nào nước chấm với ăn với mực mà sốt Thái á? Có nước chấm nào ngon ngon? Chỉ Linh với bà Sàn mới không biết làm. Có gì comment dưới nha mọi người. Không biết làm nước sốt nào ngon. Mầm cứ thế. Thử miếng phô mai đi. Nãy giờ chưa ăn phô mai. Không? Linh không phải là cái người hảo phô mai. Nhớ ai mà không ăn nguyên phô mai này á, cái vị nó béo béo, ngậy ngậy mà còn mặn mặn á, ăn không ngon. Không quen. Cái này là giống như cái dạng mà phô mai dành cho hamburger vậy mọi người. Nó mặn mặn vậy đó. Ăn nó ngậy ngậy trong miệng khó chịu. Không biết ăn. Không hảo phô mai đâu. Cái xoài ngon ha. Xoài này phải chua chua xíu. Không có xoài á, mùa này không có xoài á, cả nhà đi vòng vòng giáp chợ luôn, đi lắm luôn. Tính là không có luôn rồi, về khỏi có làm có xoài luôn á, mà trên đường về cái có người bán. Cũng hên. Hên. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào video lần sau. Nhớ like, comment, chia sẻ nha. Hôm nay kết thúc tại đây. Hẹn mọi người video sau. Bye. Bye bye.